đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long, Hải Phòng đến thị xã Đông Triều là công trình động lực chính, quan trọng trong chiến lược phát triển hành lang phía Tây của tỉnh Quảng Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, triển khai đầu năm 2023. Hiện, trên tuyến đường này đang triển khai đồng loạt 13 cầu vượt sông. Trong đó, cầu vượt sông Đạm Thủy thuộc địa bàn thị xã Đông Triều cũng đang xây dựng. Cụ thể, cầu vượt sông Đạm Thủy thuộc địa bàn các xã Thủy An và phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều. Đây là cây cầu có đường dẫn gần khu vực đền Lê Chân và Ủy ban Nhân dân xã Thủy An. Bên phía phường Hồng Phong, đường dẫn cầu giao cắt với đường dẫn từ quốc lộ 18 đi cầu Triều, hướng sang thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Từ phần đường dẫn cầu Triều, tuyến đường ven sông ở Quảng Ninh sẽ đi qua khu phố Triều Khê thuộc phường Hồng Phong, hướng về phường Hưng Đạo. Theo ghi nhận, cầu vượt sông Đạm Thủy đã đổ bê tông 2/8 bệ mố và đang thi công thân mố, trụ. Cây cầu này chủ yếu đi qua khu vực đất nông nghiệp thuộc phường Hồng Phong và xã Thủy An. Cầu có vị trí rất gần cầu Triều, kết nối thị xã Đông Triều và thị xã Kinh Môn. Được biết, 13 cầu vượt sông trên tuyến đường ven sông ở Quảng Ninh được khởi công từ tháng 3 và tháng 4 năm 2023. Đường ven sông là tuyến đường hoàn toàn mới, chạy trên vị trí đầm lầy, khu vực ngập nước, địa chất phức tạp, đặc biệt nguồn vật liệu san lấp phục vụ thi công đường công vụ kết nối đến công trường thiếu, nên công tác tổ chức thi công gặp khó khăn. Đường ven sông được thiết kế quy mô đường cấp 3 đồng bằng với 6 làn xe, 4 làn xe cơ giới và 2 làn đường gom, với tổng vốn đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương và tỉnh. Toàn tuyến bố trí 13 cầu bằng bê tông cốt thép giữ ứng lực và 9 nút giao cùng mức giao cắt với các tuyến quốc lộ 18, quốc lộ 10, đường tỉnh 338, đường tỉnh 333 cùng hệ thống thoát nước, cây xanh cảnh quan và an toàn giao thông. Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng của tỉnh Quảng Ninh, được khởi công trong năm 2023.